Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí Ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, có đến 70% nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang sử dụng là vốn đi vay, thậm chí là có những doanh nghiệp mà vốn tự có, vốn chủ sở hữu chỉ chiếm khoảng 10%. Chính vì vậy mà vốn vay chính là yếu tố quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong đó thì vốn tín dụng từ các trung gian tài chính là các ngân hàng thương mại là một trong số đó. Hiện nay thì các ngân hàng thương mại cũng đang chú trọng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi nhóm doanh nghiệp này sẽ mang lại mức sinh lời cao hơn cho các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay. Thế nhưng dù rất muốn cho vay, nhưng việc mở hầu bao cho vay đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa lại không hề đơn giản đối với các ngân hàng thương mại. Nghịch lý này vì sao vẫn tồn tại? Giải pháp đưa ra để khơi thông dòng tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp như thế nào? Tất cả sẽ có trong chương trình tạp chí Ngân hàng với chuyên đề Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 3. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên thì mời quý vị cùng nhìn lại thực trạng vay vốn hiện nay qua phần tổng hợp ngay sau đây. Ngân hàng thì làm việc nó lại tạo những cái mà khó khăn, mà những cái đòi hỏi mà chúng tôi không thể giải trình được. Ngành ngân hàng thì lại cứ muốn là mình đã phải bán được, hoặc là có một cái quy trình kinh doanh nó mang tính là có thu nhập thì ngân hàng mới giải trình và giải ngân. Mình không chứng minh được những cái khả năng về tài chính, không có cái tài sản thế chấp và cái không có chứng minh được cái mô hình kinh doanh của mình và cái nguồn trả nợ ở đâu. Thì là rất khó, để tức là người ta không có tài sản đảm bảo. Và thứ hai là khi mà có tài sản đảm bảo thì cái định giá của ngân hàng thường là rất thấp so với cả cái tài sản đảm bảo đó. Do vậy nếu giả sử người ta đủ có tài sản đảm bảo để vay thì cái lượng vốn người ta vay được thì vẫn là ít. Chúng tôi đã nhiều lần tiếp cận với các ngân hàng. Đấy, nhưng mà để mà tiếp cận được cái nguồn vốn của ngân hàng thì hiện nay rất khó khăn, bởi vì thực tế các ngân hàng nghĩ vấn đề đối với chúng tôi sản xuất phân hữu cơ vi sinh để phục vụ cho nông nghiệp, nền nông nghiệp sạch, thì hiện nay là sự gặp rủi ro đối với ở trong đất nước chúng ta hiện nay, cũng là nhìn chung trên thế giới thì chúng ta thấy được là cái tình hình về thiên tai bão lụt rất gặp nhiều khó khăn, nhiều cái thiên tai bão lụt gặp nhiều khó khăn. Vậy do vậy là để mà tiếp cận được nguồn vốn này thì các ngân hàng người ta rất sợ vấn đề rủi ro. Vậy hiện nay đến giờ phút này chúng tôi đã làm rất việc rất nhiều với ngân hàng, nhưng hiện nay chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được đồng nào. Chúng tôi có thể đơn cử là chúng tôi vào một ngày chúng tôi vào có thể là nuôi nhập vào chuồng lợn chúng tôi là 300 con lợn. Trong một tuần chúng tôi có thể vào chuồng 1.000 con lợn. Thế nhưng mà khi nuôi được 7 tháng rồi chúng tôi bán ra ngoài thì mỗi ngày được có 5 con thì không biết bao giờ mới hết được cái đàn lợn. Bởi vì là lợn hữu cơ nó không phải là người ta nhập một lúc, người ta nếu là tôi bán lợn công nghiệp người ta xuất một lúc chúng tôi xuất hàng mấy chục tấn lợn được, nhưng mà xuất hữu cơ thì không có cái đầu ra là hữu cơ. Do vậy là bán nhỏ lẻ cái 5 con 3 con ấy thì để nuôi xong một đàn lợn là 7 tháng. Thế mà 7 tháng thì không thể đóng kho được mà phải như vậy tiếp tục phải cho ăn và chờ xuất chuồng cũng phải 3 tháng nữa thì những con lợn nó lại trở thành quá mất cái thời gian, lại đầu tư lại càng lớn lên chứ tôi thua lỗ. Vâng, thưa quý vị, qua những ý kiến vừa rồi thì có thể thấy rằng việc đi vay ngân hàng của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ thì đang là bài toán vô cùng nan giải. Về phía các ngân hàng thương mại, trong những năm gần đây thì các ngân hàng thương mại đã tích cực khơi thông dòng tín dụng cho nhóm doanh nghiệp này, nhưng trên thực tế thì hiệu quả lại không được như kỳ vọng. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng vấn đề chính vẫn nằm ở chỗ là các doanh nghiệp này không có tài sản đảm bảo, trong khi đó ngân hàng lại thiếu niềm tin khi cho vay tín chấp. Phóng sự sau sẽ đề cập tới vấn đề này. Ngân hàng này trong những năm gần đây đã có không ít gói tín dụng ưu đãi dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế nhưng đến thời điểm hiện nay, lượng khách hàng có thể vay được vốn từ những gói tín dụng ưu đãi này còn rất hạn chế. Nút thắt lớn nhất được ngân hàng này dẫn chứng đến từ tài sản đảm bảo khoản vay của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn. Các cái vấn đề về các khoản vay này thông thường đối với các ngân hàng và kể cả ngân hàng An Bình cũng vậy, là yêu cầu phải có tài sản đảm bảo. Thì tài sản đảm bảo cũng là một trong những rào cản hiện nay. Ví dụ chẳng hạn như là liên quan tới về đất nông nghiệp, tài sản đảm bảo là đất chẳng hạn, thì phần lớn đất dùng trong nông nghiệp là đất thuê hàng năm. Như vậy cái tính pháp lý cũng như là cái tính thỏa cái điều kiện cho vay theo quy định của pháp luật nó cũng chưa có đảm bảo được. Cơ sở để định giá các cái loại tài sản này thì cho đến bây giờ tôi cho rằng là cũng là rất là khó khăn đối với ngân hàng, dẫn đến rằng là cái tỷ lệ cho vay cũng như là cái khả năng cho vay của các ngân hàng đối với cái phân khúc, đối với cái đối tượng này là cũng là đó là nhiều khó khăn. Ngân hàng cũng là doanh nghiệp kinh doanh về mục tiêu lợi nhuận. Chính vì vậy, việc xét duyệt khách hàng vay dựa trên phương án kinh doanh khả thi là cơ sở quan trọng trong quyết định cho vay của ngân hàng
khi không có tài sản thế chấp. Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp không thể chứng minh được cho ngân hàng thấy phương án kinh doanh của doanh nghiệp là phương án kinh doanh khả thi, nên ngân hàng không có cơ sở để cho vay. Theo tôi thì bản chất của hoạt động ngân hàng là kinh doanh tiền tệ. Do vậy, khi mà ngân hàng cho các doanh nghiệp vay thì bao giờ ngân hàng cũng muốn là lấy lại tiền của ngân hàng đã cho vay và có một phần lãi. Đấy, thế thì mặc dù là cái người vay các doanh nghiệp của vùng nông thôn mà có thể có nhu cầu vay nợ ngân hàng, nhưng mà ngân hàng vẫn xét là vẫn phải thẩm định, và cái cơ sở quan trọng nhất để ngân hàng ra quyết định cho vay đó là khả năng hoàn trả nợ của khách hàng. Đấy, thế nếu như mà ngân hàng mà còn có lý do mà lo ngại đấy về cái khả năng trả nợ cũng như là về cái mức độ rủi ro của khoản vay quá lớn thì ngân hàng vẫn sẽ từ chối không cho vay. Tại diễn đàn vốn cho doanh nghiệp mới đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận rằng việc cung ứng vốn cho hệ thống doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của ngành ngân hàng. Thế nhưng, các doanh nghiệp Việt hiện nay nhu cầu vốn rất lớn nên đã tạo ra một áp lực đối với hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng lại thiếu thông tin về doanh nghiệp và không kiểm soát được dòng tiền. Điều này khiến cho các ngân hàng thương mại e dè khi cho vay. Hạn chế chính từ bản thân doanh nghiệp nhỏ vừa. Quy mô vốn thì nhỏ, vốn sở hữu và năng lực tài chính thì hạn chế. Trình độ quản trị kinh doanh còn bất cập, thiếu phương án sản xuất kinh doanh khả thi, số liệu, sổ sách thiếu chính xác, tài sản đảm bảo thì không đủ. Và doanh nghiệp nhỏ vừa thì có những doanh nghiệp chưa phải là phối kết hợp chặt chẽ với cả ngân hàng. Và khi xây dựng phương án, đưa ra một phương án để chứng minh được đầu vào, đầu ra, và phải đảm bảo thu hồi được vốn, có nghĩa là gì? Phải có lãi, có nghĩa sản phẩm sản xuất ra phải có lãi thì mới có thể đảm bảo trả được ngân hàng cả gốc và lãi. Còn theo thông tin tại diễn đàn chuyên đề vốn tài chính trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế Việt Nam, quy mô vốn của Việt Nam vào khoảng 130% GDP, lớn hơn nhiều so với quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán, bằng khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu doanh nghiệp 1,25% GDP và thị trường trái phiếu chính phủ 20% GDP. Có thể nhận thấy, hệ thống ngân hàng vẫn là một trong những nguồn cung ứng vốn rất quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Khó cho vay vì thiếu tài sản đảm bảo. Đến nay, một số ngân hàng thương mại đã chủ động làm giàu thông tin dữ liệu theo các nhóm doanh nghiệp, từ đó để có thể xác định được mức độ rủi ro của từng nhóm doanh nghiệp và lấy cơ sở để mở cánh cửa cho vay đối với mỗi doanh nghiệp được chuẩn hóa theo phương pháp này. Và đây cũng là phương pháp được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai áp dụng để tháo gỡ nút thắt tín dụng cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là chiến lược của ngân hàng này mà của hầu hết các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, rào cản về tài sản đảm bảo, khó khăn khi chứng minh phương án khả thi là hai điểm nghẽn khiến cung cầu tín dụng không gặp nhau, chuẩn hóa khách hàng được ngân hàng tính đến. Dựa trên các cái đặc tính cơ bản của từng nhóm khách hàng thì là sẽ nhóm ra được rằng là khách hàng này khác đặc tính với nhóm khách hàng này, là khác nhau với nhóm khách hàng này, và họ năng lực của họ là thế này, nhưng mà từng nhóm chứ không phải là từng khách hàng đơn lẻ. Thế thì sau khi đó mình hình thành nên một cái nó gọi là cái phương pháp thẩm định theo từng nhóm. Thế thì về sau khi mà khách hàng đơn lẻ họ đến ấy, thì mình không cần phải quá đi sâu vào câu chuyện rằng là họ đơn lẻ của họ là dòng tiền thế nào, doanh thu thế nào nữa, mà nếu mà họ gọi là phù hợp, tức là mình gọi là mình lắp nó vào cái hệ thống các cái biến số theo từng nhóm của mình, mà nếu họ phù hợp là họ có thể là được vay vốn. Phương án xét duyệt khách hàng vay dựa trên phân nhóm đối tượng khách hàng hay còn gọi là chuẩn hóa khách hàng, đây cũng là phương pháp được áp dụng tại nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Thông lệ chung của quốc tế, các nước phát triển ấy, thì họ đều thực hiện một cái việc đó là họ chuẩn hóa các cái nhóm khách hàng, tức là tiêu chuẩn hóa các nhóm khách hàng. Thì cái này thì, và việc mà tôi nghĩ là phi truyền thống thì cũng không hẳn đâu, nhưng mà đây là một cách tiếp cận trong việc là thích ứng với một nhóm khách hàng rộng nhưng lại rất là đa dạng và rất phức tạp, thì người ta áp dụng phương pháp chuẩn hóa. Tuy nhiên, việc xem xét khách hàng để cho vay theo hình thức này được dự đoán sẽ mang lại rủi ro lớn hơn cho các tổ chức tín dụng. Theo khuyến cáo được các chuyên gia đưa ra, để việc cho vay có hiệu quả bằng phương pháp này thì việc làm giàu thông tin khách hàng, thông tin doanh nghiệp cũng như tính minh bạch của thị trường phải được chú trọng đúng mức. Mình cũng phân định được ra rồi, nhóm khách hàng A rủi ro mức độ này, nhóm khách hàng B rủi ro mức độ này, C. Đấy, thế như vậy là từng khách hàng đơn lẻ cái mức độ rủi ro nó có thể lớn hơn một chút hoặc thấp hơn một chút, nhưng mà về mặt trung bình nó sẽ là trung bình hóa ở cái mức độ mà mình đã tính toán. Thế như vậy nếu mà giả sử như mình phát triển ở một cái mức độ số lượng khách hàng nhỏ thì đúng là mình có thể không biết được là còn mà có thể là mức độ rủi ro cao hơn, nhưng mình chuyển cái đấy ra một số lượng rất lớn thì như vậy nó sẽ trung bình hóa
và cuối cùng nó hội tụ lại về cái mức độ trung bình mà mình đã tính toán trước. Đấy, cho nên là nó sẽ không phải là cái vấn đề quá lớn vì mình đã nhìn thấy trước câu chuyện đấy rồi. Cái thách thức lớn nhất trong việc chuẩn hóa đó là ngân hàng phải có hệ thống dữ liệu gọi là làm giàu dữ liệu về doanh nghiệp. Và làm giàu dữ liệu doanh nghiệp này nó không chỉ dựa trên dữ liệu quá khứ và để tiếp tục bổ sung cập nhật để làm sao đó có đủ thông tin về doanh nghiệp mà để có cái quyết định chính xác trong việc là đánh giá cái khả năng hoàn trả và cái sự sẵn lòng hoàn trả. Tôi nghĩ là chúng ta không nên tham vọng là chuẩn hóa 100% doanh nghiệp nhỏ vừa, mà chuẩn hóa ở những nhóm doanh nghiệp mà có những tiền đề như tôi vừa nói, mà ngân hàng có đủ khả năng dữ liệu thông tin để làm giàu. Việc các ngân hàng thương mại chủ động đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy các ngân hàng thương mại cũng đang nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp. Dù chính sách được đưa ra nhưng triển khai có hiệu quả hay không thì tính quyết định vẫn nằm ở cả doanh nghiệp, ngân hàng và cả cơ quan chức năng. Ngoài phương pháp chuẩn hóa khách hàng để cho vay thì nhiều chuyên gia còn cho rằng để gỡ nút thắt tín dụng cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ thì không thể chỉ dựa vào ngân hàng mà phải có sự chung tay của cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau đây. Bản thân tổ chức tín dụng phải xem xét lại những quy định mà có tính chất hành chính. Mặc dù là một ngân hàng đấy nhưng mà cũng phải nhìn nhận nó cũng có một số cái quy định nội bộ mang cái tính chất hành chính nó rất lớn thì cũng phải xem xét lại. Cái thứ hai nữa cũng phải lựa chọn ra các cái tổ chức trung gian hoặc là phải chuẩn bị một cái lượng chuyên gia cho mình để đủ sức để đánh giá được một cái phương án kinh doanh tốt. Theo tôi thì ở đây tập trung bây giờ đó là các nhà làm chính sách này, ngân hàng và những đại diện của doanh nghiệp phải ngồi lại với nhau để đưa ra những chuẩn mực thông tin và những chuẩn mực trong kinh doanh. Nó đơn giản thôi, đừng có luật nữa, mà các doanh nghiệp phải chia sẻ, phải công bố, và những cái dữ liệu đó dần dần được nâng cấp từ dữ liệu cấp gọi là địa phương có thể lên cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia, thì lúc đấy chúng ta sẽ có được một cái nền tảng vừa trong vài ba năm tới nhưng vừa trong thời hạn để mà cho vay đối với doanh nghiệp. Như doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thì rõ ràng cái vướng mắc lớn nhất trong vấn đề tiếp cận vốn đó là tài sản chấp. Nhưng nếu như sử dụng công nghệ 4.0 như các cái sáng tạo của fintech, người ta đưa ra các giải pháp platform cho cái câu chuyện và thu thập hàng mấy nghìn dữ liệu để xác định được cái hành vi của một cái doanh nghiệp nhỏ vừa, chấm điểm xếp hạng, thì có thể sẵn sàng kết nối được cái nhu cầu tín dụng tại một cái thời điểm thích hợp của họ và cho vay ra bằng cách là chủ yếu là sẽ nâng cao khả năng cho vay tín chấp để tiếp cận vốn nhanh hơn và đúng lúc hơn, hay là kiểm soát được dòng tiền thì thu hồi nợ cũng sẽ tốt hơn. Đây là một cái câu chuyện có từ rất lâu rồi và nó vẫn ở trong cái tình trạng rất là khó khăn. Thế thì là tôi nghĩ là cái này phải có cái sự cộng tác của cả hai bên, cả ngân hàng và cả của doanh nghiệp. Đấy, thì tôi nghĩ là nếu như mà các doanh nghiệp, thực ra ngân hàng nguồn vốn rất là nhiều đấy, và rất là nhiều ngân hàng là mong muốn cho vay những cái dự án tốt và có tính khả thi cao. Tuy nhiên cái khó khăn ở đây là gì? Cái người vay nợ họ không trình bày được những cái dự án đó, họ không thuyết phục được ngân hàng. Đấy. Do vậy thì tôi nghĩ là cả ngân hàng và cả doanh nghiệp cũng phải có những cái biện pháp trao đổi với nhau để hỗ trợ nhau để mà làm sao mà để có được cái dự án khả thi tốt. Đấy thì tôi nghĩ là ngân hàng hoàn toàn có thể cho vay được. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này. Thực trạng cũng như là giải pháp về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập đến trong các chuyên đề tiếp theo trên kênh truyền hình VTV. Mời quý vị đón xem. Quý vị có thể xem lại các chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.